Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 28 tháng 12, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, mặc dù điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn, song các cấp ủy và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp không ngừng nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó tổ chức các hội nghị và kết nối với Trung ương để nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với kiện toàn đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức, tổ chức kỷ luật, tính tiên phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ đảng viên. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, nhất là trên không gian mạng. Nhấn mạnh công tác tuyên giáo là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa đề nghị trong thời gian tới, thường trực cấp ủy các cấp cần nắm chắc hoạt động này để thể hiện sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời xác định rõ tầm quan trọng của công tác tuyên giáo, đi trước để mở đường, đi cùng để thực hiện và đi sau để tổng kết. Đưa công tác tuyên giáo thật sự khởi sắc, sâu sát hơn, hiệu quả hơn, gắn với triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia tại cơ sở.